nhớ là cái quan trọng nhất các bạn phải nhớ. Khi mà các bạn đi thực hành ý, thì cái phần tác dụng chỉ định, tác dụng không mong muốn chống chỉ định thì các bạn phải học thuộc. Nhấn mạnh lại nhá, là phải học thuộc, vì các bạn có kiểm tra, các bạn có thi thực hành, thậm chí là các bạn còn có vấn đáp cơ, nên là chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta phải học thuộc bốn cái mục này. Về tác dụng ai cũng biết rồi, đấy là kết quả giữa thuốc với lại cơ thể, chúng ta uống thuốc và nó gây ra cái tác dụng gì, nó có hạ sốt được không, có giảm đau được không, nó có tiêu diệt được vi khuẩn không, rồi nó có hạ được huyết áp không, hạ được mỡ máu không, đấy chính là các tác dụng của thuốc. Còn chỉ định là gì ạ? Chỉ định là dùng thuốc đấy trong trường hợp nào? Ví dụ như là dùng paracetamol trong trường hợp bị sốt, bị đau, hay là chúng ta dùng trimetazidine trong trường hợp bệnh nhân bị suy tim. Đấy. Như vậy thì chỉ định là các trường hợp sử dụng thuốc hay là những cái bệnh mà có thể sử dụng được cái thuốc đó, ta gọi là chỉ định. Yeah. Như vậy thì khi mà chúng ta viết cái phần chỉ định này, nó phải là các danh từ. Ví dụ như hỏi chỉ định của paracetamol là gì? Thì phải là sốt, phải là đau, và các trường hợp sốt, các trường hợp đau, sốt như thế nào và trường hợp đau như thế nào thì dùng paracetamol. Còn về tác dụng không mong muốn, tác dụng không mong muốn là những cái tác dụng không mong muốn gặp phải trên lâm sàng. Chúng ta uống paracetamol, ta không muốn gặp phải cái tác dụng đấy, nhưng mà nó vẫn xuất hiện, nó vẫn có thể có, thì chúng ta gọi là tác dụng không mong muốn. Ví dụ như uống paracetamol mà chúng ta uống liều quá cao thì chúng ta có thể gặp cái hiện tượng suy gan suy thận, cái tác dụng không mong muốn này. Còn chống chỉ định, chống chỉ định là gì ạ? Chống chỉ định sẽ ngược lại với lại chỉ định. Chỉ định là các trường hợp sử dụng thuốc, vậy thì chống chỉ định là những trường hợp gì ạ? Không được sử dụng thuốc. Ví dụ paracetamol không bao giờ được sử dụng cho những người bị suy gan, mà có tiền sử dụng suy gan thì chúng ta không được dùng, vì nó rất là hại cái gan, đặc biệt là những người bị suy gan chức năng gan suy yếu rồi thì dùng sẽ nguy hiểm. Cách dùng và liều lượng. Cách dùng là thuốc này là dùng đường gì, đúng không ạ? Uống này hay là bôi hay là tiêm. Tiêm thì chúng ta có những đường tiêm là tiêm mắt, hay tiêm dưới da, hay tiêm tĩnh mạch, hay là cái đường khác. Rồi thì liều lượng, liều lượng ở đây là mấy viên trên một lần, mấy lần trên một ngày, hoặc là chúng ta tiêm với liều là bao nhiêu ml. Rồi thì chúng ta có phải hòa cái thuốc đấy với cái dung dịch gì khác để chúng ta uống hay không, đó chính là gì ạ? Đó chính là cách dùng và liều lượng. Đấy. Thì khi mà học dược lý thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần này. Ở đây là cái phần mà chúng ta phải nhớ được. Thế đây là cái ví dụ về